7 tuần thứ 12 thường niên, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng lễ cầu cho giáo dân lễ họ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói con người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em nói thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất. Anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Phêrô và Phaolô, hai tính khí, hai nhân cách khác nhau, một người xuất thân từ dân chài, thật thà chất phác nhưng đôi phần nóng nảy, một người xuất thân là một trí thức, học rộng tài cao, thuộc đẳng cấp biệt phái và là công dân của Roma. Cả hai có kinh nghiệm sống và gặp gỡ Thiên Chúa theo lịch sử riêng của mỗi người và được Thiên Chúa chiếm hữu biến đổi để trở nên đá tảng và cột trụ của giáo hội. Phêrô quá khứ là dân chài lưới với chiếc thuyền nhỏ rong ruổi khắp hồ Tiberia, đã trở nên kẻ chài lưới người theo ý muốn của Thiên Chúa. Hôm nay là hoa tiêu trên chiếc tàu giáo hội xuôi ngược đại dương trần gian. Phêrô đã được Chúa Giêsu biến đổi từ một con người tầm thường có lịch sử với những đặc điểm bình thường như bao người khác, đó là Phêrô của sự tính toán: "Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Sự tính toán của con người ấy đã khiến ông ngăn cản bước đi cứu chuộc nhân loại của Đức Kitô và bị người của mắng: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Phêrô của nóng nảy, của yếu đuối, của phản bội, chối thầy 3 lần. Kinh nghiệm được tha thứ khiến ông trở nên biết chia sẻ lòng thương xót của Chúa với anh em, như Chúa Giêsu đã nói: "Phần con, hỡi Phêrô, sau khi đã trở lại, con hãy củng cố các anh em của con." Nhưng cũng Phêrô đầy ơn Chúa xác tín tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Trước niềm tin sắc son này, Phêrô được Chúa đặt làm nền tảng giáo hội. "Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi." Phêrô tín thác hoàn toàn vào Đức Giêsu: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." Phêrô gắn bó với tình yêu của thầy trên hết: "Thầy biết con yêu mến thầy." Phêrô của sự cương quyết thuộc về Thiên Chúa và chỉ vâng lời và làm chứng về Ngài. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng: Ngài đã làm chứng cho đến chết bằng cái chết và bị đóng đinh ngược trên đỉnh đồi Vatican. Phaolô: "Hôm qua còn ghét và truy bắt tà đạo Kitô, một tay bắt hại đạo khét tiếng như chính ông đã nhìn nhận, và là người tuân giữ nghiêm ngặt luật Do Thái." Phaolô còn liên quan trực tiếp đến vụ ném đá đến chết Stefano, phó tế tự đạo Thiên Khởi. Phaolô của ngày hôm nay lại càng nổi tiếng hơn bao giờ hết vì là người nhiệt thành yêu mến và truyền bá Đức Kitô và sẵn sàng chết cho niềm tin đó.
Phaolô xác tín niềm tin của mình vào Đức Kitô. Tôi biết tôi đã tin vào ai. Tin vào loan báo Đức Kitô là lẽ sống của Phaolô. Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và chính ông để tình yêu Đức Kitô chiếm hữu. Tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi. Phaolô chỉ sống vì Đức Kitô và trở nên một với Đức Kitô. Không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Trong mình, Phaolô gắn bó với tình yêu Thiên Chúa không ngại gì có thể chia ly. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Những bước chân của Phaolô là bước chân gieo hạt giống tin mừng cho anh em dân ngoại, như là ơn gọi đặc biệt của ông. Phaolô chứng nhận tin mừng Chúa Kitô cho đến khi đầu ông rơi, máu ông đổ xuống vì tin mừng ở ngoài thành Roma. Phêrô và Phaolô, hai người hai tính khí, hai trực giác khác nhau, hai đường hướng hoạt động tông đồ khác nhau, nhưng đã gặp nhau trong tình yêu Chúa và bổ túc cho nhau để xây dựng giáo hội theo thánh ý quan phòng của Thiên Chúa. Thanh gươm ngày nào của Phaolô giơ cao bắt hại đạo Chúa, nay thế bằng tin mừng cứu độ dâng cao để không ngừng khai quang truyền giáo cho Đức Kitô. Giọt nước mắt thống hối chân thành vì đã phản bội thầy của Phêrô xưa, và chìa khóa nước trời được Chúa trao cho ông luôn thể hiện và mở toang nước trời cho những ai chân thành sám hối. Noi gương như Phêrô, người đã nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu qua những giọt nước mắt của sự sám hối sau khi phản bội thầy, như Phaolô nhận biết Chúa Giêsu sau những lần truy lùng gắt gao các môn đệ của người, và chỉ một lần ngã ngựa đau đớn, ông đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Đời ông biến đổi theo thánh ý Thiên Chúa và trở nên mạnh mẽ trong đức tin.